Bây giờ là em sẽ chia sẻ cái công cái giai đoạn mà rất là khó nhé, là mình sẽ phải pha bột ý. Đó, đây là bột năng nhé mọi người, bột năng này một gói đây là 12.000 đồng. Đó, bây giờ em sẽ pha bột nhé, cái bánh bột lọc có ngon hay không là mình phải pha cái bột thì có ngon hay không nhé. Đó, bên cạnh đấy bột năng này, một chút gia vị, một chút mì chính. Bây giờ em sẽ đổ bột ra để trộn nhé. Đó, em đã cho vào đây một chút gia vị nha mọi người, một chút gia vị, một chút bột ngọt, mì chính. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi, mọi người nên nhớ là đổ nước sôi chứ không phải pha nước lạnh nhé. Mình cần phải đổ nước sôi vào đây nhé. Đó, bây giờ em sẽ đổ nước sôi vào để đảo lên mọi người ơi. Đây, mình đã cho nước sôi vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ muối cho nó đều. Mình đầu tiên mình cứ cho nó ít ít thôi mọi người ạ, cho nó vừa thôi. Sau thì mình sẽ cho thêm nhé, mình sẽ đổ thêm. Đó, như thế này là chưa thể được, nó đã đang khô ấy. Và mình lại đổ thêm nước sôi vào. Đổ nước sôi vào để nó đều lên nhé. Mọi người nhớ là phải đổ nước sôi này. Đó, nước em vừa mới đun sôi sục luôn. Đó, mình sẽ gọi đều lên. Mình pha cái khâu pha bột này rất là quan trọng. Đây. Đó. Đều đây thì nó mới được ạ. Mình cứ cho cái nước nó đều, nó vừa vừa một thôi, ít một thôi, để làm sao mà nó không bị loãng quá nhé. Loãng quá thì mình sẽ không vê được. Rác những cái bột thì nó đã chín chín. Bây giờ mình sẽ phải nhào bằng tay, trộn nhào bằng tay thì nó mới đều được. Lúc trước là nó nóng quá thì mình không thể trộn bằng tay được các bạn nhé, vẫn đang rất là nóng, rất là nóng rồi. Cái khâu nhào bột này rất là quan trọng. Đây mọi người ơi, đây là tôm này. Đấy, tôm này là tôm tự nhiên đấy mọi người nhé, tôm rất là ngon này. Đó, bây giờ em sẽ cắt hết dâu hết đuôi đi, tôm tươi nhảy trong tách luôn à chẳng, nó đâm vào đau quá. Đó, bây giờ em sẽ cắt hết đầu hết đuôi đi để em xào nhé, xào với thịt này là làm nhân bánh bột lọc nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ bắt đầu xào cái nhân nhé mọi người nhé. Xào tôm ấy. Xào tôm. Đây là thịt trước này. Hành. Hành và thịt. Thịt thái nhỏ ấy mọi người. Băm. Thái hạt lựu. Cho một chút dầu ấy. Thịt với tôm lên, cái thịt nó mãi nó không xuống. Đó, chi hành, hành với thịt làm nhân thật là thơm lên. Lần đầu tiên làm bánh bột lọc, lần đầu tiên trong đời là nấu bột lọc, không biết là nó sẽ như thế nào, hướng dẫn mọi người hy vọng là sẽ thành công, thành công ngay từ lần đầu làm đầu tiên. Xào thịt lên với mọi người ơi, thịt này em đã ướp rồi. Đó,
thì nó thơm. Bây giờ em sẽ đấy, bây giờ em cho tôm vào nhé mọi người. Đó, đảo tôm luôn cùng với tập thịt. Khi mà cái hành và cái thịt nó đã chín chín rồi, nó thơm rồi, thì bây giờ em sẽ cho tôm vào. Thực ra làm cái bánh bột lọc này mình không cần phải chọn những con tôm to đâu, mình cho những con tôm nhỏ thôi để cho cái vỏ nó mềm ấy, nó dễ ăn, không cần phải bóc vỏ. Rồi xào rồi, xong thì mình cũng cho một chút hành lá này, cắt một chút hành lá này. Ở đây thì nó thơm lên. Xào cho hành lá ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ cho một chút hành lá lên nó. Đây, cho cả một chút hành lá vào. Mình đã rất là thơm ngon rồi đó mọi người. Đó. Để cho thêm một ít ớt rồi mọi người. Nếu mà ai nhà có trẻ con thì không cho ớt nhé. Còn nếu mà nhà không có trẻ con thì nhà em ăn được ớt ấy. Nói chung là nhà em trẻ con lớn rồi, cho nên là ăn được ớt ấy. Thì mình cho một chút ớt nữa vào đây cho mình đây. Lên bánh lên màu nó cũng đẹp hơn ấy. Chào như này là đã chín rồi, đã rất là thơm. Nêm nếm đầy đủ rồi mọi người. Gia vị mì chính hạt tiêu rồi nhé. Bây giờ sẽ múc ra. Đấy, mọi người thấy không? Em phơi hẳn chai rượu ra để em tán bánh. Đấy. Cái này nó mới đều, nó mới mỏng được. Để sẽ bỏ ra. Cắt ra mọi người nhé. Cắt ra để chuẩn bị gói nhé. Dẻo lắm. Như thế này xong rồi tí mình làm cứ thế là mỗi một miếng mình làm luôn ấy, để nó tiện. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Còn đây là lá chuối. Đây. Lá chuối là đã rửa rất là sạch sẽ rồi. Và bây giờ khi mà em gói thì em sẽ bôi cái đây là dầu ăn nhé mọi người, bôi dầu ăn vào đây để cho nó không bị dính bết vào ấy. Đấy, còn đây là tôm và nhân này. Đó, bây giờ là em sẽ tiến hành gói nha mọi người nhé. Đây. Đi cái găng tay ấy mọi người, đi cái bao tay này rồi đấy. Nhưng mà làm nó khó lắm, thì thôi em bỏ ra. Tay rửa sạch sẽ rồi, em bỏ ra cho nó dễ làm ấy. Đi bao tay vào rất là khó làm mọi người. À, đây là mà cái bột bánh nhé, mà em đã cắt ra. Thì bây giờ em sẽ làm cho nó mỏng ra như thế này. Để mình gói cho nó dễ. Đấy, mình tán ra nó mỏng mỏng ra nữa. Đến đây là khi mà mình trộn cái bột ý là mình phải đảo cho nó thật là nhuyễn ấy, thật là ngon. Đấy, nó nhuyễn ra rồi thì bây giờ mình sẽ gói nhé. Đấy, cho một chút thịt này. Rồi cho một con tôm lên trên. Đấy, khi mình cho thì mình cho lệch sang một bên nhé mọi người nhé. Ở đây. Làm cái bánh hình vuông. Đó, bây giờ em sẽ gói vào này. Không biết là gói ngang trước hay gói dọc trước này. Đó. Đó, như thế này sẽ được một chiếc em mọi người nhé. Tiếp tục những cái tiếp theo lại làm như thế. Cái tiếp theo lại làm như vậy. Đây. Mình sẽ bôi dầu vào. Bôi dầu vào để khi mình đặt vào mình gói thì nó sẽ không, mình bóc ra nó không bị dính.
bị dính cái đấy vào trong cái lá này. Giải cái miếng bột của chúng ta rộng ra, thật là rộng ra. Làm rộng ra, sau đó mình sẽ cho vào, mình sẽ cho nhân vào một nửa bên này. Mỗi một con ta sẽ cho, mỗi một cái ta sẽ cho một con tôm nhé. Nhấc lên. Sau đó là ta sẽ gấp hai bên vào. Đó, như vậy là xong. Xong thì nữa ta sẽ hấp mọi người nhé. Đây, bánh ít của em đã hoàn thành đây mọi người ơi. À, bánh bột lọc của em đã hoàn thành đây. Đã hấp xong rồi. Đây là nước chấm nhé. Nước chấm thần thánh luôn đấy, hơi bị ngon đấy. Và bây giờ là sẽ bóc thử cái này ra xem. Bóc cho mẹ thử nữa này. Xem đã thành công chưa này. Đó, có bôi dầu vào ấy mọi người, cho nên là nó không bị dính đâu. Đấy, trời ơi, quá ngon, mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, bánh trong veo luôn nhá. Đấy, thịt này, tôm này, rất là ngon. Đấy, đẹp chưa? Đây, cả một cái đĩa luôn. Chỗ này chắc khoảng 20 cái. Em còn đang hấp tiếp một mảnh nữa mọi người. Như này là đã là thành công rồi. Đấy, lần đầu tiên làm mà bánh bột lọc rất là thành công luôn. Rất là ngon, bóc ra rất là dễ, không bị dính trong veo đây. Con tôm này, tôm này là tôm sông quá, ăn rất là ngọt thịt. Cái vỏ của nó mỏng. Bây giờ sẽ ăn với cả nước chấm này, rồi có rau sống đấy mọi người. Đây, rau select này. Rồi, xin mời mọi người chén chén thôi. Xin cảm ơn mọi người nha, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Đây là cách làm bánh bột lọc món ngon và tình nha mọi người. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người. Đây, bánh bột lọc siêu nhân nha mọi người ơi, nhiều nhân dã man luôn. Đó, trong nha, trong veo, rất là ngon cả nhà ơi. Xin mời mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé cả nhà yêu ơi.